không sợ nghèo, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Có ai trong này không sợ nghèo không? Chị cỡ tuổi đó chị đâu còn làm nữa, lãnh tiền chính phủ nhiêu là nhiêu thôi, còn gì nghèo giàu nữa, đúng không? Không cần giơ tay, nói trẻ kìa, ai không sợ nghèo? Người mà không sợ nghèo người đó sẽ giàu á. À, cũng ngộ đó. Quan trọng nhất mình giữ tâm mình đời sống thanh đạm, biết đủ. Mình đừng có nghĩ là ô tôi phải hôm nay tôi làm income 3.000, giữa neo 3.000 part time, tôi phải đòi 30, cái mình nghĩ 27.000 này tôi phải làm chuyện này, tôi phải để dành làm mua nhà này, tôi phải gửi dựng anh 5.000. Đừng có tính cái đó, mình tính theo khả năng của mình á, có làm được hay không. Còn nếu mà mình tính mà không tới á, mình dễ đi sai đường lắm. Khi mà có cái giới thứ 12 á, đọc kinh ngồi thiền á, cái ngồi thiền là cũng là quán chiếu nha, mình quán 7 giờ, quán 8 giờ, quán 9 giờ á, mình quán mà cái đó đó thì nó cũng quán luôn những cái công chuyện làm ăn của mình luôn. Thì là những lúc đó mình ra những cái ý kiến rất là hay á. Thay vì tôi hùng với đứa này, bạn này, bạn kia, tôi không hùng. Hùng hạch á, 10 người á là ly dị hết 10, gây lộn hết 10 á. Tại vì khi hai người bạn thân với nhau từ nhỏ tới lớn, không có tiền thì thân nhau, khi có tiền rồi thì cắn nhau. Con nghĩ hai con chó đó nó đói, anh em hai con chó thường ngã liếm nhau không, mà khi nó đói con thấy cục xương hai con cắn nhau liền. Con người mình không có phải phân bì như vậy, nhưng mà nó tế nhị hơn, nó cũng gần giống vậy đó. Cho nên làm gì làm, phụ khuyên á, hùng á là phải có cái điều lệ đầu tiên, giao ước. Tao vô 8 tiếng, mày cũng 8 tiếng. Tại vì một đứa nó sẽ làm biếng, nó nghĩ là đắt hàng rồi, cái nó nghĩ nhỏ này tánh tốt á, cái nó từ từ lạm dụng. Thì lúc đó hai cái tánh khác nhau thì lúc đó sẽ là gây lộn. Ngày xưa khi sư phụ lập nghiệp năm 1993, sư phụ có rất là nhiều khách hàng. Sư phụ người ta thương, người ta đưa đồ. Rồi có hai thằng partner, nó cũng làm rất là giỏi, nhưng mà sư phụ đưa đồ về thì hai thằng này nó ăn chơi, nó không có chịu làm. Mỗi một ngày á, nó chạy xe ben trong cái building, nó đậu vô, cái nó dẫn mấy nhỏ tàu mà vô học sinh, nó làm ăn gì trong đó mình không biết. Nó cứ cái chỗ làm ăn mà nó cứ như vậy, nó không có chịu chạy ra đồ. Một thằng có công chuyện, chú phụ lo gì giấy tờ với lo gì đưa đồ vô, nó thì nó mới lo máy móc với lo này nọ. Cuối cùng á, chú phụ làm có mình, chú phụ không có nói gì hết, chú khuyên á mà khuyên không được. Tới một ngày chú phụ kêu hai thằng lên nói, ok cái hãng này thời đó trị giá, tụi mày cho giá đi bao nhiêu. Cái nó ngồi nó ok rồi, trị giá 300.000, vậy mỗi thằng 100.000 phải không? Một, tao là người muốn ly dị với hàng bày á. Cái nó quản hồn, nó sao vậy? Tao thấy không xong. Tụi mày thấy tao hiền, tụi mày vừa lấy đồ về, tao làm thứ bảy chủ nhật, tụi mày tối ngày cứ ôm gái không à, còn đi vô trong hãng ăn chơi nữa. Ô đó đâu có nhầm gì, mình đâu có trách họ, nhưng mà cái tầm nhìn á, chỗ nào làm ăn mà làm ăn, tụi mày đi khách sạn đi không, nó cứ đem chiếc xe ben vô là vậy. Một chuyện có nổi. Tao anh hùng, tao cho tụi mày là the first option, tức là giống như súng cao bòi vậy á. Chứ phụ bỏ súng vô bóp, tao cho mày bắn tao trước á. Có nghĩa là nếu mà thời đó mà nó thôi chứ phụ 100.000, chứ phụ chậm 100.000 thì hôm nay mình không có hãng 1 tỷ rồi đó bạn. Chứ phụ cho hai thằng, cái nó về nó suy nghĩ 3 ngày. Cái nó đúng ngày hẹn, nó vô, ba thằng ngồi, bây giờ sao?
ok rồi, Kiệt mày đưa tao 100, Kiệt mày đưa tao 100, hai thằng nói vậy để nó ra. Thì lúc đó Thư Hữu không có tiền đưa. Thư Hữu đi chạy đôn chạy đảo khắp tứ phương cũng không đủ. Nhưng mà thôi phải thôi. Cuối cùng Thư Hữu mượn này mượn kia, vàng vòng bán đồ này nọ. Ở đây nó có chỗ mà cầm mấy chiếc xe cho mình tiền lãi 20 chấm luôn á, nó có. Cầm luôn mấy chiếc xe. Rồi tao thôi hai thằng ra. Rồi lúc đó một mình Thư Hữu mới cầm cái tay lái và đổi tên hãng lại tên của Thư Hữu. Đó là câu chuyện. Cho nên Thư Hữu kinh nghiệm những cái hình hùng thật lắm. Tất cả các con họ Thiên á, ra đời hay đạo, Thư Hữu đã mở đường. Có bất cứ chuyện gì cứ nhắn tin Thư Hữu sẽ cho ý kiến. Thư Hữu đã trên chiến trường, Thư Hữu đi ra tòa với luật sư á, nhiều hơn các con ăn cơm á. Thư Hữu là luật sư luôn nữa đó. Cho nên có những cái mà mấy con không có hiểu về luật lệ á, thì khỏi phải tốn tiền hỏi với vụ. Không sợ già, ai cũng sợ già hết phải không? Sợ già không? Sợ bệnh thì sợ, chứ sợ già tao nghĩ phải sợ. Rồi có sợ chết không? Không. Ở trong 350 giới của Tỳ Kheo Ni á, mà là mấy người tu á, mình mà qua cái này nữa, mình coi cái cõi này nó vô thường lắm. Tại vì mình là thật sự là vô thường, mà mình là một giấc mộng dài một đời người, đúng không? Thân này là vô thường mà, mất mớ thì phải sợ. Chỉ sợ bệnh làm phiền thân nhân thôi, chứ ngoài ra mình không sợ gì hết. Gì nó tới là nó tới. Phước nghiệp, mình cứ nghĩ là mình có phước có nghiệp, có cha có mẹ có Phật. Cho nên mấy cái này á, ngoài cái sợ của mình, khi đã ngoài cái tầm tay của mình, thì mình đừng có cần phải lo, không có cần phải giới luôn nữa, cứ để nó tự nhiên.